bé gái ở thành phố Hồ Chí Minh bị mẹ đánh, đập ghế liên tiếp vào đầu. Công an phường 5 quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đang lấy lời khai người phụ nữ đánh đập con gái liên tục bằng chân, tay, ghế nhựa. Ngày 23 tháng 3, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài 40 giây ghi lại cảnh một người phụ nữ đánh đập bé gái liên tục bằng chân, tay, ghế nhựa. Theo đó, người phụ nữ dùng tay, chân, ghế nhựa đánh tới tấp vào bé gái đang ngồi trên ghế. Thời điểm này, có một người khác can ngăn, nhưng nhân vật chính vẫn không dừng tay. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại căn nhà trong hẻm bên đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Người đăng clip là chị Hát, T. Dì ruột của nạn nhân. Theo chị T, sự việc xảy ra tối ngày 22 tháng 3, bé gái trong clip là cháu ca, 16 tuổi, người đánh là mẹ ruột của ca. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Huy Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 5 xác nhận có vụ việc trên và công an phường đã mời những người liên quan lên lấy lời khai để làm rõ.